Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Trung tâm Điện tử Thanh Huê, có địa chỉ tại Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội và số điện thoại 0333 289 289. Ngày hôm nay thì em tiếp tục lên cho các bác một trong những cái con đầu hot hit nhất tại thị trường. Dạ vâng, trước mắt các bác là cái con đầu Sony với cái model là GA50ES với cái hai tông màu, màu đen và một màu vàng chanh. Cái con đầu Sony GA50ES này là một cái model cao cấp của hãng Sony các bác nhé. Con này thì có thể nói là 2 trong 1, chạy đĩa MD và kiêm giải mã các bác nhé. Em sẽ quay chậm một vòng cho các bác quan sát. Đó, các bác có nhìn rõ cái khuôn mặt con này. Đó, màu vàng chanh, khi quay nghiêng thì nhìn rõ hơn các bác nhé. Đây là sườn của hai con đầu. Hàng sử dụng rồi, không thể nào tránh khỏi một vài cái nốt xước chấm phẩy các bác nhé. Đó. Con bên trên mặt phai nhôm vàng chanh. Đó. Con bên dưới mặt phai nhôm vào màu đen các bác nhé. Input này, Coaxi này, Ananox này, Optical này. Đó. Và bên đây là những cái nút thông thường ạ. Hai nút to nhỏ của đường đi Ananox và kết nối từ TV xuống các bác nhé. Đó, đường quang kết nối từ TV xuống ạ. Và con bên dưới cũng tương tự, chỉ khác cái màu thôi ạ. Hai con giống y như nhau các bác nhé. Và cái con này sử dụng đường giải mã cũng rất là đơn giản thôi. Các bác chỉ cần ấn cái nút Z này là được các bác nhé. Con này thì có cái kích thước chiều cao là 12,5 cm, chiều sâu là 37,5 cm và chiều rộng là 43 cm các bác nhé. Em giới thiệu cho bác cái kích thước để các bác tiện để kê trong cái tủ của mình. Và con này thì bên em đang bán với cái giá là 13,5 triệu. Mọi chức năng hoạt động rất là tốt, mắt chạy nhanh, đọc đĩa rất là tốt. Và em bao zin, bao xịn, bao cái phần test cho các bác toàn quốc. Các bác quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với em theo cái số điện thoại ở trên màn hình. Đó, đây là mặt đằng sau các bác nhé. Mặt sau rất là đẹp luôn. Và đây là mặt bên trên. Em bán với cái giá là 13,5 triệu. Một cái con đầu có cái model cao cấp của cái hãng Sony này các bác nhé. Em cảm ơn các bác đã xem hết video của em và hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo ạ.